Đây chương trình Tơ Lòng trên Phím Nhạc. Quý vị thính giả thân mến, không biết từ bao giờ âm nhạc đã đến với con người, hiện hữu trong đời sống như một giá trị tinh thần vô giá. Để có những cung bậc ngọt ngào ấy, người nghệ sĩ đã đem hết cảm xúc phó vào những cung đàn ôn điệu, trải tơ lòng mình trên phím nhạc và từ đó để lại cho đời những nhạc phẩm mà chúng tôi tin tưởng sẽ còn sống mãi với thời gian. Xin mời quý thính giả cùng chúng tôi bước vào thế giới của tơ lòng trên phím nhạc qua sự diễn đọc của chính tác giả Hồng Phong, Phi Anh và Phi Vân. Trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe. Chương trình Tơ Lòng trên Phím Nhạc kỳ thứ 26, nhạc sĩ Phạm Duy. Chủ đề: Phạm Duy, người chấp cánh cho những vần thơ, phần thứ nhất. Trong chương trình Tơ Lòng trên Phím Nhạc nói về nhạc sĩ Phạm Duy kỳ thứ nhất, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm thuộc dòng nhạc tiền chiến của ông. Trong chương trình phần thứ nhì hôm nay với chủ đề Phạm Duy, người chấp cánh cho những vần thơ, chúng tôi xin dành trọn cả chương trình cho những nhạc phẩm mà Phạm Duy đã phổ từ thơ của rất nhiều thi sĩ khác nhau. Phạm Duy, người đã được tặng cho danh hiệu cây cổ thụ của nền tân nhạc Việt Nam với cả ngàn ca khúc, mà trong số đó đã có đến gần 300 bài được phổ từ thơ của những thi sĩ. Đây là một con số khiến cho người nghe phải bất ngờ, vì không thể tin được Phạm Duy lại có nhiều nhạc phổ từ thơ như thế. Phạm Duy đã bắt đầu phổ thơ từ khoảng năm 1951. Dĩ nhiên, trong chương trình này, chúng tôi không thể nhắc đến tất cả những nhạc phẩm ấy, nhưng sẽ chỉ chọn lựa những nhạc phẩm rất tiêu biểu đã được Phạm Duy phổ nhạc mà thôi. Xin quý vị thông cảm và bỏ qua cho những thiếu sót bất đắc dĩ này. Phạm Duy có thể coi như người nhạc sĩ phổ nhạc từ thơ nhiều nhất trong số các nhạc sĩ của nền âm nhạc Việt Nam. Điều này có lẽ cũng dễ giải thích, bởi vì số lượng sáng tác của ông vượt trội hơn tất cả những nhạc sĩ khác. Nếu không được cho biết trước, người nghe rất khó phân biệt được ranh giới giữa nhạc và thơ trong những sáng tác của Phạm Duy, bởi ông thật sự có khả năng lồng những giai điệu mượt mà vào các bài thơ, khiến cả hai quyện vào nhau và trở nên như một. Thơ và nhạc giao hòa và quấn quýt với nhau một cách diệu kỳ. Phạm Duy đã chắp cánh vào những vần thơ để chúng được thăng hoa, bay bổng và mãi tỏa sáng như những viên ngọc lung linh, huyền ảo trong bầu trời âm nhạc. Nhạc phẩm đầu tiên của chương trình Thơ và Nhạc Phạm Duy được giới thiệu đến quý vị ngày hôm nay là một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Duy, được phổ từ bài thơ Màu Tím Hoa Sim của thi sĩ Hữu Loan. Ca khúc này được Phạm Duy đặt tên là Áo Ăn Xích Chỉ Đường Ta. Tưởng cũng nên biết rằng bài thơ Màu Tím Hoa Sim của Hữu Loan có lẽ là thi phẩm được nhiều nhạc sĩ chọn để phổ nhạc nhiều nhất. Ngoại trừ Áo Ăn Xích Chỉ Đường Tà của Phạm Duy, chúng ta còn có những sáng tác của các nhạc sĩ khác. Trong số đó có những nhạc sĩ rất nổi tiếng như Chuyện Hoa Sim và Tím Cả Chiều Hoang của Anh Bằng, ca khúc Những Đồi Hoa Sim của nhạc sĩ Dũng Chinh, như Màu Tím Hoa Sim của Duy Khánh, Màu Tím Hoa Sim của nhạc sĩ Song Ngọc. Ngoài ra còn một vài nhạc phẩm nữa được mượn ý từ bài thơ để sáng tác, như nhạc sĩ Thu Hồ với ca khúc Tím Cà Rừng Chiều, Chuyện Người Con Gái Hái Sim của nhạc sĩ Hồng Vân. Màu Tím Hoa Sim là một thi phẩm rất nổi tiếng của nhà thơ Hữu Loan,
được sáng tác năm 1949 tại Thanh Hóa, vào thời điểm được cho là sau khi người vợ đầu tiên của tác giả qua đời. Thi sĩ Hữu Loan đã dùng những vần thơ để viết lên một câu chuyện có thật trong cuộc đời của chính ông, khi ông trở về từ vùng kháng chiến và hay tin người vợ thân yêu đã bị chết đuối. Bài thơ xuất hiện đầu tiên trên tờ Trăm Hoa của Nguyễn Bính trong vụ án nhân văn giai phẩm. Nó bị coi là thứ văn chương ủy mị, mang tư tưởng tiểu tư sản và là một trong những bằng chứng để Bộ Văn hóa đương thời kết tội tác giả. Tuy nhiên, bài thơ vẫn được truyền đi rộng rãi trong công chúng bằng những bản chép tay và được đưa vào miền Nam Việt Nam. Khi Phạm Duy phổ nhạc xong bài thơ vào khoảng năm 1948, thì chính quyền Việt Minh lúc bấy giờ cho rằng bài thơ quá tiêu cực. Vì thế, Phạm Duy không thể phổ biến bài hát đó. Mãi đến sau này, khi ông vào Sài Gòn sinh sống, mới có điều kiện phổ biến bài hát này vào khoảng năm 1971 và Áo Anh Xích Chỉ Đường Tà lập tức trở thành nổi tiếng. Tính ra, những ca khúc phổ nhạc cũng như mượn ý để sáng tác từ bài thơ này thì tổng cộng có đến 8 nhạc phẩm đã được cho ra đời. Thế nhưng vì sao Áo Anh Xích Chỉ Đường Tà của nhạc sĩ Phạm Duy vẫn là nhạc phẩm được phổ biến rộng rãi và được nhiều người khen tặng nhất? Các nhà nhận định âm nhạc cho rằng, vì Phạm Duy đã khéo léo kết hợp được cả hai yếu tố, đau thương và sự hào hùng trong nhạc phẩm, trong những lúc nhạc phẩm chuyển sang âm trưởng và sử dụng nhịp 2-4 của loại nhạc quân hành. Nhờ thế, Áo Anh Xích Chỉ Đường Tà của Phạm Duy có thể được trình diễn dưới dạng dàn hợp xướng như một thiên trường ca, không thua gì trường ca sông Hồng hoặc tiếng hát sông Lô. Trong tương lai, chúng tôi sẽ có dịp nói sâu hơn về những nhạc phẩm của các nhạc sĩ khác đã phổ nhạc từ bài thơ Màu Tím Hoa Sim. Còn bây giờ, chúng ta hãy lắng nghe Ê Vít Phương và ca khúc Áo Anh Xích Chỉ Đường Tà. Nàng có ba người anh đi quân đội lâu rồi. Nàng có đôi người em, có em chưa biết nói. Tóc nàng hay còn xanh, tóc nàng hay còn xanh. Tôi là người chiến binh xa gia đình đi chiến đấu, tôi yêu nàng như yêu người em gái, tôi yêu người em gái, tôi yêu người em gái. Ngày hợp hôn tôi mặc đồ hành quân, bùn đồng quê bết đôi giày chiến sĩ. Tôi mới từ xa nơi đơn vị về, tôi mới từ xa nơi đơn vị về. Nàng cười vui bên anh chồng thì khôi, thời loạn lý có ai cần áo cưới. Cưới vừa xong là tôi đi, là tôi đi. Từ chốn xa xôi nhớ về ai ngại, lấy chồng chiến binh mấy người trở lại, mà nhớ khi mình không thì thương cho người vợ bé bỏng chiều quê. Nhưng không chết người trai chiến sĩ mà chết người gái nhỏ miền xuôi. Nhưng không chết người trai chiến sĩ mà chết người gái nhỏ miền xuôi. Nhưng không chết người trai chiến sĩ mà chết người gái nhỏ miền xuôi. Ơi ôi, về không gặp
thắp nang, má ngồi bên hồ vàng, chiếc bình hoa ngày cưới đã thành chiếc bình hương. Nhớ xưa em hiền hoa, áo anh em viền tà, nhớ người yêu màu tím, nhớ người yêu màu xím. Giờ phút lìa đời, chẳng được nói một lời, chẳng được ngó mặt. Nàng có ba người anh đi quân đội lâu rồi, nàng có đôi người em, những em thơ sẽ lớn. Tóc nàng hay còn xanh, tóc nàng hay còn xanh. Ôi một chiều mưa rừng nơi chiến trường Đông Bắc, ba người anh được tin người em gái thương đau, và tin giữ đi mau rồi tin cưới đi sau. Chiều hành quân qua những đồi sim, những đồi sim, những đồi sim, đồi tim hoa sim tím cả chiều hoang biển biệt. Rồi mùa thu trên những dòng sông, những dòng sông, những dòng sông, làn gió thu sang gió gần gần trên mồ vàng. Chiều hành quân qua những đồi sim, những đoàn quân, những đoàn quân, và tiếng quân ca có lời nào ru hời hời. À ơi, à ơi, áo anh sức chỉ đường ta, vợ anh chết sớm, mẹ già chưa khâu. Những đồi sim, những đồi sim, đồi tim hoa sim, đồi tim hoa sim, đồi tim hoa sim. Quý vị vừa lắng nghe Evit Phương trình bày nhạc phẩm Áo Anh Xích Chỉ Đường Ta. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang một thi phẩm khác của thi sĩ Du Tử Lê. Thi sĩ Du Tử Lê, tên thật là Lê Cự Phách. Ông là một nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam, và có lẽ ông cũng là nhà thơ đã có số thi phẩm đã được các nhạc sĩ chọn để phổ nhạc nhiều nhất. Những bài thơ của nhà thơ Du Tử Lê được sáng tác theo rất nhiều thể loại, phong phú và đa dạng. Một trong những bài thơ được phổ nhạc và trở nên rất nổi tiếng là bài Ơn Em, đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc với tựa đề Kiếp Sau Xin Giữ Lại Đời Cho Nhau. Và Ơn Em cũng được nhạc sĩ Từ Công Phụng chọn để phổ nhạc. Thế nhưng trong một bài sau, khi chúng ta có cơ hội nói về nhạc sĩ Từ Công Phụng, chúng ta sẽ đề cập đến nhạc phẩm này. Nhà thơ Du Tử Lê có thể được xem như là một nhà thơ tài hoa với nhiều tác phẩm đặc sắc của nền thi ca Việt Nam. Và Kiếp Sau Xin Giữ Lại Đời Cho Nhau đã được phổ nhạc từ nhạc sĩ Phạm Duy. Ông giữ lại hầu hết tình ý của thi phẩm. Và với Kiếp Sau Xin Giữ Lại Đời Cho Nhau, chúng ta thấy âm hưởng đôi khi phảng phất nét nhạc của điệu dân ca, tha thiết, truyền cảm của dân tộc. Kiếp Sau Xin Giữ Lại Đời Cho Nhau là một ca khúc tuyệt tác
vẫn còn được yêu thương, mến mộ cho đến ngày hôm nay. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Thái Hiền và Duy Quang trong ca khúc Kiếp Sau Xin Giữ Lại Đời Cho Nhau. Từ trời theo ta, theo ta từ trời xuống biển lượm đời, lượm đời ta lên. Mưa nặng hạt mềm theo ta lên núi, theo ta về miền, theo ta về miền, về miền yêu thương. Giờ đây hoa hoang dại, bên sông rụng tơi bời, đã qua rồi cơn mộng,
đừng vỗ nữa tình ơi. Lòng anh đã rời rụng, trên sông ngày tàn rơi. Tình anh đã xí bóng, còn chi nữa em ơi. Đó là đoạn trích từ bài thơ Còn Chi Nữa của thi sĩ Lưu Trọng Lư, sáng tác năm 1939. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc thành ca khúc có tên Hoa Rụng Ven Sông. Sở dĩ chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc chọn ca khúc Hoa Rụng Ven Sông để giới thiệu đến quý vị, mặc dù Phạm Duy còn có những ca khúc rất nổi tiếng khác cũng đã được phổ thơ từ thơ của Lưu Trọng Lư như Tiếng Thu, Thú Đau Thương, là bởi vì nhạc phẩm Tiếng Thu cũng đã được nhạc sĩ Lê Thương phổ nhạc. Và chúng tôi đã giới thiệu sáng tác này đến quý vị trong chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc kỳ thứ 6 dành cho nhạc sĩ Lê Thương. Còn nhạc phẩm Thú Đau Thương thì không có ca sĩ nào trình bày trong giai đoạn hiện tại. Phiên bản thu âm trước năm 1975 thì chất lượng âm thanh quá kém. Còn Chi Nữa chỉ là một thi phẩm rất bình thường, như nhiều sáng tác khác của Lưu Trọng Lư. Không có tài liệu nào ghi lại hoàn cảnh đặc biệt cho sự ra đời của bài thơ này. Bài thơ này lại còn thuộc thể loại thơ 5 chữ, có nghĩa là tương đối khó phổ nhạc hơn so với thể loại thơ lục bát hoặc phổ thơ từ ca dao. Thế nhưng, qua bàn tay phù thủy âm nhạc của Phạm Duy, thì khó khăn ấy đã được ông lướt qua khá dễ dàng và đã đưa bài thơ Còn Chi Nữa trở thành một trong những tuyệt phẩm trong kho tàng âm nhạc. Ông đã dùng phương pháp điệp ngữ để làm nổi bật và gây tương phản giữa quá khứ và hiện tại qua hai cách sử dụng cụm từ giờ đây và còn đâu. Hoa Rụng Ven Sông có tiết tấu nhịp nhàng như một bản luân vũ. Hình ảnh hoa rụng cũng là sự báo hiệu một cuộc tình vừa tan, ngỡ như một giấc mơ đẹp đã qua mà không còn cách nào níu kéo. Những cánh hoa rơi cũng là những thân phận mong manh của người phụ nữ, nhiều khi vướng phải cảnh trơn chuyên, đa đoan, cuộc đời dày xéo, bầm dập. Cánh hoa rụng còn thể hiện những quy luật của cuộc đời. Xuân khứ bắt hoa lạc, xuân đáo bắt hoa khai, nghĩa là xuân đi trăm hoa rụng, xuân tới trăm hoa cười. Điều quan trọng là con người cần thức ngộ, nhận biết rõ quy luật của tạo hóa, từ đó tìm ra niềm an ủi cho riêng mình. Nghe nhạc phẩm này, nhiều người chợt cảm thấy nhớ quê hương da diết, bởi cái hình ảnh hoa rụng bên sông ấy chẳng thể nào chúng ta có thể tìm được nơi đất khách quê người. Phạm Duy đã dùng sự mênh mang, dịu dạt của giai điệu cộng với lời thơ, ý nhạc làm dâng lên nỗi buồn vời vợi, man mác, ngập ngùi, quyện lẫn những tiếc nuối xa xôi. Những điệp ngữ còn đâu, lặp đi lặp lại như một chuỗi những luyến tiếc không nguôi về những gì thật đẹp, thật quý đã mất đi, chẳng bao giờ còn tìm lại được. Chúng ta hãy lắng nghe ca sĩ Khánh Ly và Lệ Thu diễn đạt tâm trạng ấy qua nhạc phẩm Hoa Rụng Ven Sông. Thank you.
trên đường chiều rơi. Còn đâu đêm sáng lá đổ rộn ràng, còn đâu sương tan trăng nổi mơ màng, còn đâu em ngoan tóc rối ngổn ngang. Tuổi em đôi mươi xuân mới vừa sang, còn đâu em ơi, còn đâu giờ nhung lụa mỏng chung trên vắng tình nồng trong gối. Còn đâu bước chân người mơ trên đường chiều rơi, còn đâu giờ đây em ơi, cơn mộng tan rồi, lòng anh tan hoang, thôi vô tình ơi, ngày như theo sông bóng sẽ tan rơi, lòng Thi sĩ Huy Cận là một trong những nhà thơ nổi tiếng, nhất là trong lĩnh vực thơ mới của Việt Nam vào khoảng thập niên 30.
sinh vào năm 1919 tại Hà Tĩnh, Huy Cận, đã vào Huế và học trung học. Ông đậu tú tài Pháp. Cũng thời gian đó, Huy Cận là bạn thân của thi sĩ Xuân Diệu, cũng là một nhà thơ nổi tiếng vào thời bấy giờ. Từ thập niên 30, Huy Cận đã in tập thơ đầu tiên là Lửa Thiêng. Ngậm ngùi là một bài thơ lục bát, có từ ngữ rất giàu hình tượng. Âm hưởng êm ái của bài thơ đã như một lời ru thầm thì nhẹ nhàng. Nắng chia nửa bãi chiều rồi, vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu. Hai câu thơ tài tình khiến chúng ta liên tưởng đến một buổi hoàng hôn, khi mà mặt trời đã sắp tắt và những chiếc lá của cây hoa trinh nữ cũng đã xếp lại ngoan hiền khi bóng tối tràn về. Lời thơ âu yếm đầy tình tự đã được Phạm Duy phổ thành những cung bậc ngọt ngào đầm thắm. Lòng anh mở với quạt này, trăm con chim mộng về bay đầu giường. Bãi chiều rồi, vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá sầu. Sợi buồn con nhện răng màu, em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây. Lòng anh mơ với quạt này, trăm con chim mộng về bay đầu giường. Ngủ đi em, mộng bình thường. Ngủ đi em, mộng bình thường. Dù em sẵn tiếng tùy dương đôi bờ. Ngủ đi em, ngủ vẫn bình thường. À ơi có tiếng thủy dương mấy bờ, cây dài bóng sẽ ngẩn ngơ. Hôn em đã chín mấy mùa buồn đau, tay anh em hãy thưa đầu cho anh nghe nắng sâu rụng rơi. Bãi chiều rồi, vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá sầu. Sợi buồn con nhện răng màu, em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây. Lòng anh mơ với quạt này, trăm con chim mộng về bay đầu giường. Ngủ đi em, mộng bình thường. Ngủ đi em, mộng bình thường. Dù em sẵn tiếng thủy dương đôi bờ. Ngủ đi em, ngủ đi em. Ngủ
trong vẫn bình thường. À ơi có tiếng thủy dương mấy bờ, cây dài bóng sẽ ngẩn ngơ, hôn em đã chín mấy mùa buồn đau. Tay anh em hãy tựa đầu cho anh nghe nặng ngơ trái sầu rụng. Quý vị vừa lắng nghe tiếng hát của Vũ Khanh trình bày ca khúc Ngậm Ngùi, được phổ từ thơ của Huy Cận. Chúng tôi đã cố gắng tối đa để không sử dụng những nhạc phẩm được phổ thơ từ cùng một thi sĩ, nhằm mục đích có thể giới thiệu đến quý vị sự phong phú trong nghệ thuật phổ thơ của nhạc sĩ Phạm Duy, đồng thời để chương trình thơ nhạc Phạm Duy sẽ đa dạng và mang nhiều màu sắc mới lạ trong nội dung của chương trình. Đầu tiên là thi sĩ Hữu Loan với Áo Anh Xích Chỉ Đường Ta. Kế đến là nhạc phẩm Kiếp Sau Xin Giữ Lại Đời Cho Nhau của thi sĩ Du Tự Lê, Hoa Rụng Ven Sông của Lưu Trọng Lư, vừa rồi là Ngậm Ngùi của Huy Cận. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với dòng thơ của Lê Minh Ngọc qua thi phẩm Tâm Sự Gửi Về Đâu. Lê Minh Ngọc là tên tuổi gần như không một ai biết đến trong diễn đàn thi nhạc. Chúng ta có rất ít tư liệu về tác giả của bài thơ Tâm Sự Gửi Về Đâu, đã được nhạc sĩ Phạm Duy dùng để phổ một bài nhạc được đặt tên giống như tựa đề của bài thơ. Một nguồn tin trên mạng Internet cho biết rằng Lê Minh Ngọc là chủ nhân tiệm bánh mì Hòa Mã ở Sài Gòn ngay từ sau năm 1954. Người viết tin này còn khẳng định ông đã được chính Lê Minh Ngọc tặng tập thơ có tên là Hoa Thề, và trong đó có bài thơ Tâm Sự Gửi Về Đâu in trên giấy lụa khi tập thơ này vừa phát hành vào năm 1962. Tập thơ do họa sĩ Tạ Tịnh trang trí, hình của tác giả được minh họa ở trang đầu. Xem ra thì đây là một tin tức khá tín, vì trong trang web của thi sĩ Du Tử Lê, chúng tôi có tìm được hình bìa của tập thơ Hoa Thề, có hình của Lê Minh Ngọc và chữ ký của họa sĩ Tạ Tị nơi trang bìa. Ngoài ra, còn một tấm ảnh chụp một văn bản viết tay của thi sĩ Vũ Hoàng Chương giới thiệu về bài thơ này như sau. Hẹn mai về, xuân rồi xuân quẫn quẽ, thương người em gái quê, xuân, buồn xuân vắng vẻ. Bốn câu này gặp trong bài Tâm Sự Gửi Về Đâu đã khiến tôi xúc động, và đó cũng chính là bài thơ thể hiện nhịp cầu giao cảm thứ nhất giữa tôi và bạn Lê Minh Ngọc trên mục thơ và thi nhân của Nhật Báo Tự Do. Đó là tất cả những gì chúng ta được biết về Lê Minh Ngọc, tác giả của bài thơ Tâm Sự Gửi Về Đâu. Bài thơ này cũng lại là một bài thơ thể loại 5 chữ với nội dung của một cuộc tình chia ly không đoạn kết. Đây là tâm sự của Lê Minh Ngọc hay chỉ là một chuyện tình hư cấu? Câu hỏi ấy cũng sẽ không có bao giờ có câu trả lời. Xin mời quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm Êm Ái Mượt Mà Ấy với dòng nhạc của Phạm Duy qua bài thơ Tâm Sự Gửi Về Đâu cùng tiếng hát Tuấn Ngọc. Ngoài ấy tuổi xuân lạnh, rét căm lòng có hoa,
em nhìn mây không cánh bay về phương trời xa, nghẹn ngào em thầm hỏi người đi có nhớ nhà, nghẹn ngào em thầm hỏi người đi có nhớ nhà. Ra đi mùa xuân ấy, mây hồng bay cuối thôn, hoa vàng cài trên tóc em ngây thơ mắt buồn, trời sáng trong lòng anh, vực thẳm trong lòng em, hai đứa hai tâm sự xa nhau như đêm ngày. Mỗi mùa hoa lại nở, mỗi hình bóng người xa đã bạc phai màu áo, nổi trôi dưới gốc dừa, một trời hoa gạo đỏ và mưa nắng hai mùa. Hẹn mai về, hẹn mai về, xuân rồi xuân quanh quê, người gái quê, người gái quê, xuân buồn xuân vắng vẻ. Đường anh đi, ôi bước dài thương nhớ. Là một nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Duy, đã được phổ nhạc từ một bài thơ của thi sĩ Xuân Diệu. Tên thật là Ngô Xuân Diệu. Thi sĩ Xuân Diệu
đã được phong là ông hoàng thơ tình trong giới thi nhân Việt Nam. Cùng với Huy Cận, Xuân Diệu là một nhà thơ nổi tiếng với những áng thơ trữ tình, lãng mạn. Và một trong những bài thơ nổi tiếng của Xuân Diệu là bài Chiều, đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc và đặt tên là Mộ Khúc. Từ tài hoa của nhạc sĩ, Mộ Khúc đã trở thành một trong những tác phẩm tuyệt vời để lại cho đời. Tuy nổi tiếng là hai thi sĩ với phong trào thơ mới, nhưng cả hai bài thơ này, Ngậm Ngùi của Huy Cận và Chiều của Xuân Diệu, đã được nhạc sĩ Phạm Duy chọn để phổ nhạc là hai bài thơ lục bát cổ truyền. Ngôn từ trong bài thơ rất trữ tình, phóng khoáng so với thời đại bấy giờ. Và bài thơ lục bát Chiều này quả là rất mới, mới trong phong cách truyền đạt những ý tưởng của thi sĩ tới những người yêu thơ, yêu nhạc. Sáng tác khá nhiều và để lại một di sản văn thơ phong phú, Xuân Diệu sẽ được nhớ mãi trong lòng người yêu thơ, mến nhạc với bài thơ Chiều của ông và qua những nét nhạc đầy quyến rũ của Mộ Khúc mà chúng tôi sẽ mời quý vị cùng thưởng thức sau đây với tiếng hát của nữ ca sĩ Ý Lan. Trình rời kín từ nguồn
buồn yêu thương, sương chinh rơi kín từ nguồn yêu thương. Vất vờ hồn của bóng hương trong hơi phiêu bạt còn vương máu hồng. Nghe chiều gió mới qua sông, e bên lau lách thuyền không vắng bờ. Không gian như có gì ta bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu. Êm êm chiều còn ngẩn ngơ, chiều còn ngẩn ngơ. Lòng chẳng làm sao sẽ buồn, lòng chẳng làm sao sẽ buồn. Ngày xưa Hoàng thị là một ca khúc đã được phổ nhạc từ một bài thơ cùng tên Ngày xưa Hoàng thị của thi sĩ Phạm Thiên Thư. Vào khoảng thập niên 70, bài thơ gồm những câu bốn chữ này của nhà thơ Phạm Thiên Thư đã được những nốt nhạc trữ tình, lãng mạn của Phạm Duy làm cho chắp cánh thăng hoa và được rất nhiều người mến mộ. Theo lời nhà thơ Phạm Thiên Thư thì trước khi ông đi tu, Hoàng Thị Ngọ là một người bạn cùng lớp. Với dáng dấp mỏng manh và mái tóc dài mềm mại ngang lưng, mỗi khi cô bước đi trên con đường về sau giờ tan học, tà áo dài được mái tóc dài phủ xuống, e ấp dịu dàng vờn bay trong gió. Và thi sĩ Phạm Thiên Thư lẽo đẽo sau lưng trên con đường về, tất cả đã làm nên cảm hứng để thi sĩ sáng tác bài thơ này. Ngày xưa Hoàng thị một thời nổi tiếng do ca khúc được rất nhiều ca sĩ diễn tả tuyệt vời, và cũng do đã có khá nhiều câu hỏi cũng như câu trả lời về nhân vật chính trong bài thơ. Hoàng thị Ngọ, cô là ai? Đã bao thập niên rồi trôi qua, thật sự cô là một Hoàng thị Ngọ của nhà thơ Phạm Thiên Thư, hay cô là người đã lên tiếng nhận mình là Hoàng thị Ngọ? Có lẽ tất cả đều không có gì là quan trọng nữa, khi ngày hôm nay mỗi lần chúng ta nghe lại ca khúc dễ thương Ngày xưa Hoàng thị đều cảm nhận và tìm lại được một Hoàng thị Ngọ cho riêng mình. Cô chính là người con gái, bước em thanh thang, áo tà nguyệt bạch, ôm nghiêng cặp sách, vai nhỏ tóc dài. Tất cả rồi chỉ còn lại là kỷ niệm. Và kỷ niệm ấy cũng đã mịt mù trong ký ức xa vời, đầy ắp nỗi nhớ thương. Trường về đường mưa nhỏ nhỏ, ôm nghiêng tập vở tóc dài tà áo vờn bay. Em đi dịu dàng bờ vai em nhỏ,
chim non lề đường nằm im dấu mò, anh theo ngõ về gót giày lặng lẽ đường quê. Em tan trường về, anh theo ngõ về, chân anh nặng nề, lòng anh nức nở. Mãi vào lớp học anh còn ngẩn ngơ ngẩn ngơ. Em tan trường về, mưa bay mờ mờ, anh trao vội vàng chùm hoa mới nở. Ép vào cuối vở muôn thuở còn thương còn thương. Em tan trường về, anh theo ngõ về, em tan trường về, anh theo ngõ về, môi em mỉm cười mang mang sầu đời tình ơi. Bao nhiêu là ngày theo nhau đường dài, chưa chưa chiều chiều thu đông chẳng nhiều, xuân qua rồi thì chia tay phượng nở sang hè. Rồi ngày xanh nho nhỏ, hôm nay tình cờ đi lại đường xưa, đường xưa cây cao còn gầy nằm phơi dáng đỏ, áo em ngày nọ phai nhạt mấy màu, âm vang thuở nào bước nhỏ tìm nhau, tìm nhau. Trường về, anh theo ngõ về, nay trên đường này đời như sóng nổi, xóa bỏ vết người chân người, tìm nhau tìm nhau. Ôi con đường về, ôi con đường về, bông hoa còn đẹp lòng ngắt vội hoa này, nhớ người tình xưa thuở xưa. Xưa tan trường về, anh theo ngõ về, xưa tan trường về, anh theo ngõ về, đôi chân mịt mù theo nhau bụi đỏ đường mơ. Vừa cùng chúng tôi thưởng thức Ngày xưa Hoàng thị qua giọng hát truyền cảm nhẹ nhàng của ca sĩ Thanh Lan. Trước và sau thập niên 70, chiến tranh Việt Nam bùng phát dữ dội. Và đó cũng là hệ quả tất yếu khiến hàng hàng lớp lớp thanh niên, sinh viên học sinh đến tuổi phải từ giã sự nghiệp sách vở, giảng đường
để tham gia cuộc chiến với nhiều cách khác nhau. Bất ngờ ở Sài Gòn, người ta lại được nghe trên đài phát thanh, trong các phòng trà, các quán cà phê, những câu từ một nhạc phẩm. Em hỏi anh bao giờ trở lại? Xin trả lời, mai mốt anh về. Khiến mọi người ngơ ngác hỏi, Linh Phương tác giả bài thơ là ai vậy? Đoàn Linh Phương sinh năm 1949, học sinh trường Bồ Đề Sài Gòn. Năm 1970, tờ Độc Lập của Trần Gia Tử đã đăng bài thơ để trả lời một câu hỏi của Linh Phương. Sau đó Phạm Duy phổ nhạc thành bài Kỷ Vật cho em. Linh Phương viết bài thơ để trả lời một câu hỏi trong lúc đang hành quân ở Trương Thiện. Bài hát ra đời vào năm 1968 trong thời kỳ cuộc chiến tranh Việt Nam đang leo thang và trở thành một trong những ca khúc nổi tiếng nhất tại miền Nam lúc bấy giờ. Ca khúc có phần lời dùng nhiều câu giống với nguyên văn bài để trả lời một câu hỏi. Với phần mở đầu là câu hỏi của một người con gái dành cho người yêu. Em hỏi anh, bao giờ trở lại? Câu hỏi đó đã được trả lời bằng nhiều ý tưởng khác nhau. Tuy nhiên, trong văn bản gốc, những ý tưởng này đều là những tư tưởng bi quan. Không về bằng chiến thắng Pleimer hay Đức Cơ, Đồng Xoài, Bình Giã, mà trở về khi đã cụt chân, khi đã chết nằm trong hòm gỗ. Khi nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, ông đã sửa câu không về bằng chiến thắng Pleimer thành có thể bằng chiến thắng Pleimer. Nhờ đó đã giúp cho phần mở đầu của bài hát có phần đỡ bi quan hơn. Tuy vậy, về sau nội dung vẫn còn mang đầy những hình ảnh tang thương chết chóc. Kỷ Vật cho em được viết theo điệu slow rock với giai điệu nức nở ma quái làm tăng thêm sự tang tóc. Nó đã vẽ nên một cuộc chiến khắc nghiệt với một tương lai đen tối đã cướp đi bao nhiêu niềm vui hạnh phúc của bao nhiêu người, đồng thời cảm thương cho thân phận của con người trong cuộc chiến. Nhạc sĩ Phạm Duy đã nói về bài hát trong hồi ký của ông. Ca khúc này trở thành một hiện tượng thời đó. Ở phòng trà, khi ca sĩ hát bài đó lên, bao giờ cũng có sự náo động nơi khán thính giả. Nếu là thường dân thì phản ứng cũng vừa phải. Nhưng vì hồi đó nhân nhà binh ở bốn vùng chiến thuật về Sài Gòn là đi phòng trà, và khi trong đám thính giả có một sĩ quan đi phép hay một thương phế binh là có sự phản ứng gây hồn nơi người nghe, có thể nói bài này gây một không khí phản chiến. Vì thế, Kỷ Vật cho em đã có thời gian bị cấm hát bởi chính quyền Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ. Họ cho rằng ca khúc làm băng hoại hàng ngũ quân đội, đã làm nản lòng chiến sĩ, và từ đó Kỷ Vật cho em bị xếp vào loại nhạc phản chiến. Mai trở về chiều hoang trốn nắng, poncho buồn liệm kín hồn ăn, mai trở về bờ tóc em săn, vội vã chít khăn xô vĩnh biệt. Xin trả lời, xin trả lời, mai mốt anh về. Anh trở lại có thể bằng chiến thắng Pleimer hay Đức Cơ, Đồng Xoài, Bình Giã. Anh trở về hàng cây nghiêng ngả. Anh trở về có khi là hòm gỗ cài hoa. Anh trở về bằng chiếc băng ca trên trực thăng sơn màu tang trắng. Em hỏi anh bao giờ trở lại? Xin trả lời, xin trả lời, mai mốt anh về. Anh trở về chiều hoang trốn nắng, bông số buồn lệm kín đời anh. Anh trở về
xanh, chít khăn xô lên đầu vội vã. Em hỏi anh bao giờ trở lại, xin trả lời, xin trả lời, mai mốt anh về. Anh trở lại đây kỷ vật viên đạn đồng đen, anh cho em sang sông làm kỷ niệm. Anh trở về, anh trở về trên đôi nạng gỗ. Anh trở về, anh trở về bại tướng cụt chân. Em ngại ngùng dạo phố mùa xuân bên người yêu tật nguyền trai đá. Em hỏi anh bao giờ trở lại, xin trả lời, xin trả lời, mai mốt anh về. Anh trở về nhìn nhau xa lạ, anh trở về giang dở đời em. Ta nhìn nhau ánh mắt chưa quen, cố quên đi một lần chăn trối. Em ơi, em hỏi anh bao giờ trở lại, xin trả lời, xin trả lời, mai mốt anh về. Bao giờ trở lại, xin trả lời, xin trả lời, mai mốt anh về. Anh trở lại đây kỷ vật viên đạn đồng đen, anh cho em sang sông làm kỷ niệm. Anh trở về, anh trở về trên đôi nạng gỗ. Anh trở về, anh trở về bại tướng cụt chân. Em ngại ngùng dạo phố mùa xuân bên người yêu tật nguyền trai đá. Em hỏi anh bao giờ trở lại, xin trả lời, xin trả lời, mai mốt anh về. Anh trở về nhìn nhau xa lạ, anh trở về giang dở đời em. Ta nhìn nhau ánh mắt chưa quen, cố quên đi một lần chăn trối. Em ơi, em hỏi anh bao giờ trở lại, xin trả lời, xin trả lời, mai mốt anh về. Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Kỷ vật cho em của Phạm Duy, phổ từ thơ Linh Phương. Tương tự với Kỷ vật cho em, Phạm Duy đã chọn bài thơ có tựa đề là Thầm gọi tên nhau của một nhân vật dường như không ai biết đến, có tên là Ngô Đình Vận. Phạm Duy đã đặt tên cho ca khúc này là Tình khúc trên chiến trường tồi tệ. Sau này, có nhiều bản thu âm thu gọn lại thành Tình khúc chiến trường. Tình khúc chiến trường cũng có một nội dung tương tự với Kỷ vật cho em, nghĩa là viết về cuộc đời của những người lính trong chiến tranh. Bài thơ Thầm gọi tên nhau của Ngô Đình Vận ra đời vào khoảng năm 1971, chỉ sau để trả lời một câu hỏi của Linh Phương khoảng vài năm. Lời nhạc và giai điệu của ca khúc này đã tạo rung cảm thật sâu đậm trong lòng người nghe. Hình ảnh của người lính trẻ trong bóng đêm yên lặng, nhìn khói thuốc lãng đãng bay lên, nhìn đống lửa lập lòe trên môi và tưởng nhớ đến người yêu. Muốn gửi tất cả nỗi nhọc nhằn gian khổ, sự bấp bênh của thân phận người lính trong cuộc chiến về người yêu dấu nơi phương trời xa thẳm.
Nếu nói là nhạc phẩm Tình khúc chiến trường được phổ thơ của Ngô Đình Vận, thì thực ra cách nói này không chính xác lắm. Bởi dường như nhạc sĩ Phạm Duy chỉ mượn ý của bài thơ này để sáng tác ca khúc ấy. Ngoài ý tưởng thì lời bài hát và lời của bài thơ hoàn toàn không có một điểm tương đồng nào. Có nghĩa là nếu tình cờ chúng ta đọc được bài thơ thầm gọi tên nhau của Ngô Đình Vận, thì chắc chắn không ai trong chúng ta có thể biết được đây là bài thơ đã được Phạm Duy dùng và viết thành nhạc phẩm Tình khúc chiến trường. Tình khúc chiến trường của Phạm Duy, ý thơ của Ngô Đình Vận và tiếng hát của ca sĩ Tuấn Ngọc. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với những vần thơ của thi sĩ Thế Lữ trong thi phẩm Tiếng Sáo Thiên Thai. Thi sĩ Thế Lữ đã cho ra đời khoảng hơn 50 bài thơ, chủ yếu được sáng tác trước năm 1945 và đã được in trên hai tờ báo Phong Hóa và Ngày Nay. Không rõ vì sao, những văn thi sĩ thời tiền chiến
vẫn thường mô tả cảnh thiên tai trong những tác phẩm của mình. Có lẽ một phần vì họ đã sống gần gũi với thiên nhiên hơn chúng ta trong giai đoạn khoa học kỹ thuật hiện đại. Phần nữa thì có lẽ cuộc sống nghèo khổ khó khăn trong giai đoạn ấy dễ làm mọi người mơ ước được thoát ra hiện thực cuộc sống và nơi chốn để ước mơ được đi đến, dĩ nhiên chỉ còn là cõi thiên thai. Phần khác, thực tế hơn, chắc hẳn họ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi những câu chuyện thần thoại ngày xưa như Tử Thức lạc vào thiên thai, vân vân, được thêu dệt truyền miệng từ tháng này sang năm nọ, lâu dần ám ảnh trong tâm trí và được họ đưa vào thi văn. Thi sĩ Thế Lữ cũng không ngoại lệ. Ông thể hiện hình ảnh cõi tiên với tiên Nga, ngọc nữ, tiếng sáo thiên thai, hạc trắng hoa đào. Cảnh vật được hiện lên trước mắt người đọc thật là tuyệt diệu. Bức tranh thiên nhiên đang bước vào mùa xuân thật tươi đẹp. Mùa xuân là mùa cây trái tốt tươi, là mùa mà mọi người bước vào một quy luật tuần hoàn mới của đất trời. Trong mắt của người thi nhân, mùa xuân cũng thế, tràn đầy sức sống. Ánh xuân lướt qua từng kẽ lá, cây cỏ, rồi phủ lên tất cả mọi cảnh vật. Thật là một cảnh đẹp, rất dễ khiến cho người ta tức cảnh, sinh tình. Mùa xuân ấy được ví như một cô gái xinh đẹp, đang bước đi trên thảm cỏ xuân xanh mướt. Tiếng sáo thiên thai trong thơ Thế Lữ thật trữ tình, êm dịu và đầy chất thơ, chất lãng mạn. Trong khung cảnh ấy, người thơ thả hồn vào thiên nhiên, vào cảnh vật đang độ đẹp tuyệt vời. Phạm Duy phổ nhạc bài Tiếng sáo thiên thai rất tài tình. Nhạc và thơ quyện vào nhau giản dị, tự nhiên như một khúc xuân ca dịu dặt, thanh lãng. Tiếng sáo thiên thai đưa đường, dẫn lối cho người nghe vào chốn hư hư, thật thật, như một thứ cảm giác miên man khó cưỡng, không thể diễn tả hết bằng lời. Chúng ta hãy tạm gác qua một bên những âu lo trong cuộc sống, thả hồn vào giai điệu ấy để có được ít giây phút bước vào cõi thiên thai. Và mặc dù trong tựa đề bài thơ cũng như của ca khúc Tiếng sáo thiên thai không đề cập gì đến mùa xuân, nhưng nội dung của ca khúc lại tràn ngập hình ảnh tươi đẹp của một mùa xuân. Vì thế, như thường lệ, chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc cũng xin mượn ca khúc Trong sáng vui tươi này để gửi lời chia tay đến quý vị khán thính giả nơi đây.
năm sau đổi. Tình ta ôi thiên sao, khi cao cao mà vui cùng làn mây lưng lỡ, rồi về bên bờ suối cây xanh mơ mơ. Êm êm ôi tiếng sáo tơ tình, xinh như bóng xiêm đình trên không muốn thân mình. Đường lên lên thiên thai, lọt vài cung nhạc gió thoảng về mơ mộng quá. Nàng ngọc chân tượng nhớ tiếng lòng bay xa. Chương trình Tơ lòng trên phím nhạc kỳ thứ 26 tưởng nhớ nhạc sĩ Phạm Duy với chủ đề Phạm Duy người chấp cánh cho những vần thơ. Phần thứ nhất, xin trân trọng gửi lời chào tạm biệt đến toàn thể quý vị khán thính giả khắp mọi nơi. Chương trình Tơ lòng trên phím nhạc xin chân thành gửi lời cảm ơn cho sự theo dõi lắng nghe cũng như ủng hộ tinh thần cho chương trình trong suốt thời gian qua. Xin quý vị tiếp tục ủng hộ tinh thần cho chúng tôi bằng cách đăng ký kênh, để lại lời bình luận cũng như chia sẻ chương trình Tơ lòng trên phím nhạc đến với những người quen. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.